Mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp tại Thừa Thiên Huế, các cấp các ngành triển khai đồng bộ các biện pháp chủ động ứng phó với thiên tai. Hội thảo các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số, cơ hội để các cơ quan doanh nghiệp tiếp cận các phương thức thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra nhanh hơn. Thừa Thiên Huế thu hút nhiều nhà đầu tư lớn vào các khu kinh tế, khu công nghiệp, điểm sáng trong bức tranh tổng thể phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2015-2020. Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã dành sự quan tâm theo dõi chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Quý vị vừa cùng chúng tôi điểm qua những tin chính sẽ có trong chương trình sáng nay, Chủ nhật ngày 11 tháng 10. Nội dung chi tiết của chương trình sẽ đến ngay sau đây. Thưa quý vị, mở đầu chương trình với những thông tin đáng chú ý về tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến 14 giờ ngày 10 tháng 10, mưa lũ đã làm cho 2 người chết, 6 người bị thương, trên 53.300 nhà bị ngập lụt từ 0,2 đến 1,2 mét, một số nơi ngập sâu hơn. Cả địa phương đã di dời 3.727 hộ ở khu vực xung yếu đến nơi an toàn. Hàng trăm hecta rau màu, diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập và khả năng thiệt hại lớn. Các tuyến đường giao thông trên tuyến quốc lộ 1A, tỉnh lộ và giao thông nội tỉnh bị ngập tràn nhiều đoạn ở vùng thấp trũng. Trong ngày hôm qua, đoàn công tác của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương và Phòng chống thiên tai do ông Vũ Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác chỉ đạo ứng phó mưa lũ trên địa bàn. Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu chủ trì buổi làm việc với đoàn, cùng dự có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã báo cáo với đoàn công tác về những thiệt hại bước đầu do mưa lũ gây ra. Dự báo từ ngày 11 tháng 10 có khả năng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới hoặc bão. Tình hình mưa lớn ở Thừa Thiên Huế còn diễn biến phức tạp, trong đó đỉnh điểm lũ tại sông Bồ đã vượt mốc lũ lịch sử năm 1999. Ban Chỉ đạo tỉnh đã yêu cầu cả địa phương nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa lũ để kịp thời cứu trợ, sơ tán người dân khi cần thiết, với mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho nhân dân. Bí thư tỉnh ủy Lê Trường Lưu yêu cầu cả địa phương kích hoạt công tác cứu trợ để kịp thời ứng cứu cho bà con nhân dân trong vùng ngập lụt, bố trí lực lượng tại các điểm xung yếu, hướng dẫn người dân đi lại, đảm bảo an toàn giao thông. Các địa phương tiếp tục duy trì phương châm 4 tại chỗ, duy trì thông tin diễn biến mưa lũ trên địa bàn tỉnh để người dân nắm bắt, chủ động phòng chống. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Vũ Xuân Thành đánh giá cao công tác chủ động phòng chống thiên tai của tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như nhân dân địa phương. Mặc dù lũ đã lên cao, một số nơi lũ còn ngập cao nhưng người dân vẫn đảm bảo an toàn. Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp sẽ tiếp tục kéo dài, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai đề nghị người dân không được chủ quan lơ là, cần tích cực chuẩn bị lương thực, nước sạch, sẵn sàng ứng phó trong tình huống mưa lũ kéo dài. Tuyên truyền hỗ trợ người dân đi lại qua sông suối an toàn, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Ngay sau buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp về cơ sở kiểm tra nắm tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ. Kiểm tra công tác này tại huyện Phú Vang, Bí thư tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương huy động tốt các lực lượng và thường xuyên theo dõi tình hình thực tế để chủ động triển khai các phương án ứng phó với thiên tai. Trước tình hình mưa lũ khiến cho nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 1A bị chia cắt, Bí thư tỉnh ủy Lê Trường Lưu chỉ đạo lực lượng quân đội, công an phối hợp với chính quyền địa phương thành lập các tổ công tác tăng cường ứng trực chốt chặn tại các tuyến đường bị ngập lũ, điều tiết phương tiện, không cho người dân qua lại nhằm tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Đồng thời điều động cán bộ chiến sĩ cùng xuồng máy đến các vị trí xung yếu, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp khẩn cấp. Kiểm tra tình hình ngập lụt tại quốc lộ 49 đoạn qua xã Phú Dương, huyện Phú Vang, Bí thư tỉnh ủy cho rằng hiện nay nhiều địa phương vùng trũng đều sử dụng ghe thuyền đi lại. Đây là phương tiện cần thiết để di chuyển trong mùa lũ. Tuy nhiên, do các phương tiện này không được trang bị cả phương tiện cứu hộ nên nguy cơ xảy ra đuối nước là rất cao. Bí thư tỉnh ủy cũng chỉ đạo cả địa phương, ngoài lực lượng quân đội, công an thì cũng cần bố trí thêm cán bộ y tế, xe cứu thương tại các chốt chặn để có thể hỗ trợ tối đa cho người dân khi có trường hợp xấu xảy ra. Dự báo thời tiết trong những ngày tới sẽ còn diễn biến phức tạp, Bí thư tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị cấp ủy chính quyền cả địa phương cần bám sát các chỉ đạo của tỉnh về công tác ứng phó với mưa lũ, thường xuyên theo dõi tình hình thực tế để chủ động các phương án ứng phó, đặc biệt là bám sát phương châm 4 tại chỗ, tập trung phương tiện chủ động triển khai lực lượng hỗ trợ cả địa phương ứng phó di dời dân tại các vùng có nguy cơ ngập lụt đến nơi an toàn, có phương án hỗ trợ lương thực thực phẩm, nước uống tại những vùng bị chia cắt, tuyệt đối không để người dân bị đói trong mưa lũ. Cùng trong ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ tại thị xã Hương Trà và huyện Phong Điền.
Kiểm tra thực tế tình hình lũ lụt và thăm hỏi các gia đình trên địa bàn thị xã Hương Trà và huyện Phong Điền, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã động viên chia sẻ những khó khăn thiệt hại mà các gia đình đang trải qua do mưa lũ, trao tặng những phần quà hỗ trợ cho các hộ dân tại đây. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phan Ngọc Thọ mong muốn các gia đình sớm vượt qua khó khăn, đồng thời lưu ý các hộ dân không được chủ quan lơ là trước những diễn biến phức tạp của thời tiết. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương chủ động trong công tác ứng phó với mưa lũ với phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp và nguy cơ lũ chồng lũ đang hiện hữu rất cao. Vì vậy, các địa phương nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng các phương án ứng phó mưa lũ để kịp thời cứu trợ, sơ tán người dân khi cần thiết, đồng thời chuẩn bị các nhu yếu phẩm để ứng phó với mưa lũ trong thời gian dài, đặc biệt là vùng hạ du thấp trũng, với mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho người dân. Diễn biến phức tạp của mưa lũ cũng đã gây ra nhiều thiệt hại tại các địa phương trong tỉnh. Mưa lũ đã làm cho cả xã của huyện Quảng Điền bị ngập sâu trong nước. Những nơi thấp trũng như Quảng Thành, Quảng An, Quảng Thọ, Quảng Phú, mức nước ngập sâu từ 0,7 đến 1,5 mét. Qua thống kê sơ bộ, hiện nay huyện có 1 người chết, hơn 16.228 nhà dân bị ngập, nhiều diện tích rau màu, công trình thủy lợi, giao thông nội đồng bị hư hỏng. Nước lũ ngập sâu mọi phương tiện đi lại chỉ bằng ghe thuyền. Để chủ động đối phó với lũ lớn, huyện Quảng Điền chỉ đạo các địa phương đảm bảo lương thực thực phẩm, xăng dầu, ghe thuyền, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân, hạn chế đi lại trong nước lũ, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Những ngày qua, trên địa bàn huyện A Lưới có mưa lớn, lượng mưa trung bình trên 300mm đã làm cho nhiều tuyến đường giao thông tiếp tục bị sạt lở, giao thông bị chia cắt. Hiện nay, huyện A Lưới đang tập trung huy động lực lượng phương tiện để khắc phục những điểm bị sạt lở, sớm nối lại giao thông. Lực lượng bộ đội biên phòng đóng quân trên địa bàn phối hợp cùng địa phương tăng cường quân số thường trực tại các điểm xung yếu, nắm chắc tình hình các hộ gia đình có nguy cơ bị ngập để kịp thời di dời đến địa điểm an toàn, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả thiên tai. Tại thị xã Hương Trà, mưa lũ đã làm cho 11.279 ngôi nhà của người dân bị ngập lụt với độ sâu từ 0,1 đến 1 mét, có nơi ngập sâu 1,5 mét, tập trung chủ yếu ở các xã phường ven sông Bồ. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã và các xã phường đã tổ chức di dời 1.450 hộ dân ở các vùng thấp trũng đến nơi an toàn. Mưa lũ cũng đã làm ngập sâu nhiều tuyến đường, khiến giao thông chia cắt. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lãnh đạo tỉnh và thị xã yêu cầu các xã phường tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, huy động nhân lực, phương tiện, vật tư để sẵn sàng tham gia ứng cứu kịp thời khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Những ngày qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai lực lượng về cơ sở để thực hiện công tác ứng phó với thiên tai. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai lực lượng bám địa bàn, chủ động triển khai kịp thời các phương án ứng phó với thiên tai, tích cực giúp đỡ người dân, nhất là ở địa bàn vùng thấp trũng. Huyện Phong Điền có 16 xã thị trấn nhưng đã có đến 14 xã ngập trong nước, có nơi nước dâng cao đến hơn 2 mét. Nhiều hộ dân bị bao vây cô lập trong biển nước mênh mông. Nếu mưa lớn còn tiếp tục kéo dài thì nhiều hộ dân phải đối mặt với tình trạng thiếu điện, nước, thiếu lương thực là rất lớn. Không để người dân phải đơn độc trong cuộc chiến chống mưa lũ, công an huyện Phong Điền nhanh chóng có phương án sẵn sàng cứu trợ người dân. Mì tôm, bánh và một số nhu yếu phẩm khác đã được các chiến sĩ sử dụng cano vượt nước đem đến hỗ trợ kịp thời. Tôi cảm ơn công an tới giúp đỡ cho dân trong hai lụt bão cho dân cho có cứu đói. Nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ lớn này, nhiều nơi bị chia cắt cô lập. Trước tình hình diễn biến mưa lũ còn nhiều phức tạp, công an Thừa Thiên Huế đã chủ động kịp thời vận động giúp di dời người dân ở vùng thấp trũng lên vùng cao, chỉ đạo toàn bộ cán bộ chiến sĩ ứng trực tăng cường công tác cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân mất tích trong cơn lũ và sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ người dân khi cần. Triển khai tất cả 16 xã thị trấn như là đồng loạt ra quân là như trong đợt lợi phó lũ lụt vừa qua. Đồng thời bên cạnh đó là công an huyện Phong Điền cùng yêu cầu công an các xã thị trấn là xây dựng một phương án cùng với chính quyền là đảm bảo như lũ lụt xảy ra. Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, lãnh đạo công an tỉnh đã thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại các địa bàn xung yếu, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ và công tác điều tiết giao thông trên quốc lộ 1A, đảm bảo không để xảy ra ùn tắc cục bộ do một số điểm trên tuyến quốc lộ bị ngập.
Thưa quý vị, hoạt động điều tiết nước các hồ thủy điện thủy lợi trên địa bàn tỉnh cùng với diễn biến của mưa lũ thời gian tới như thế nào đang là những vấn đề rất đáng quan tâm. Phóng viên Huế Ngày Mới đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế để có thêm những thông tin cụ thể hơn. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, lượng mưa đo được tại các địa bàn trên tỉnh Thừa Thiên Huế là từ 100 đến 300 mm. Theo ông, tại sao có cái lượng mưa đặc biệt lớn như thế này và cái hình thái thời tiết hiện nay gây nguy hiểm ra sao đối với những cái địa phương, đặc biệt là các vùng xung yếu? Cái hình thế gây mưa trong cái đợt mưa rất là lớn vừa qua cũng như là đêm qua là do hồi tụ nhiệt đới hoạt động ở khu vực phía nam của tỉnh chúng ta kết hợp với không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống và đới gió đông hoạt động. Thường thường các hình thế đấy là tùy cái cường độ sẽ gây rất là mưa lớn, đặc biệt lớn cho tỉnh Thừa Thiên Huế chúng ta. Thưa ông, với thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay thì công tác điều hành hồ chứa đóng vai trò như thế nào trong việc đảm bảo an toàn hồ đập cũng như là giảm lũ cho vùng hạ du? Chúng ta may mắn hơn các tỉnh bạn là có hệ thống hồ chứa nước đã tham gia cái điều tiết cắt lũ trong cái đợt mưa rất là lớn vừa qua, với cái tổng dung tích khả năng chứa của các hồ lớn đến tỉnh là 2 tỷ mét khối, cho nên là đã cắt giảm lũ được, đặc biệt là ở nơi chỗ khu vực của sông Hương. Trong cái thời gian sắp tới là công tác phối hợp có tính chắc chắn rằng là tỉnh sẽ cực kỳ quan tâm và sẽ vận hành một cách tối ưu nhất để giảm thiểu tối đa thiệt hại cho bà con. Mong rằng là bà con lại tin tưởng và hệ thống chỉ đạo điều hành tham gia vận hành điều tiết này. Theo dự báo thì tình hình mưa lũ trong thời gian tới sẽ tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp. Thì ông có những cái khuyến cáo như thế nào đối với các địa phương cũng như người dân trên các địa bàn, đặc biệt là tại vùng xung yếu? Diễn biến mưa lũ sắp tới trong những ngày tới rất là phức tạp. Cho nên là thứ nhất là mong rằng bà con là thực hiện đúng công tác bốn tại chỗ. Một trong đấy có một tại chỗ thứ năm là từ quản tại chỗ. Thứ hai nữa là thường xuyên cập nhật thông tin. Thời tiết bữa nay biến đổi rất là thất thường, cho nên là cái việc cập nhật thông tin là sẽ để chủ động được trong công tác phòng chống hiệu quả hơn. Ngày hôm qua, một tàu hàng nước ngoài đã bị trôi dạt vào gần đá thuộc khu vực đồn biên phòng Lăng Cô quản lý. Các lực lượng chức năng của tỉnh đã có mặt tại hiện trường tham gia công tác cứu hộ cứu nạn. Đây là tàu hàng mang nhãn hiệu Jakarta, treo cờ Đài Loan, bị sóng biển đánh chạc vào gần đá ở phía bãi cả gần bãi chuối thuộc thị trấn Lăng Cô. Tàu có chiều dài khoảng 70m, cao 25m, ngang 30m. Đơn vị đã báo cáo Bộ Chỉ huy Biên phòng Thừa Thiên Huế và Thường trực Ban tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Lộc, thị trấn Lăng Cô. Theo quan sát ban đầu, 1/3 thân tàu phía trước đã bị nứt gãy, có thể do va đập với gần đá nằm dưới nước. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh cùng các phòng ban nghiệp vụ và đồn biên phòng Lăng Cô đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo phương án bảo vệ cứu hộ cứu nạn cho tàu gặp nạn. Tiếp nối chương trình với những thông tin khác. Thưa quý vị, chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà nhấn mạnh, cần tiếp tục ra soát bổ sung các quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra kiểm tra và có những biện pháp phòng ngừa chặt chẽ để công tác phòng chống tham nhũng của tỉnh đạt hiệu quả cao. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thường xuyên lãnh chỉ đạo cả cấp ủy đảng, chính quyền cả cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tỉnh tiên phong gương mẫu, nhất là người đứng đầu cả cấp trong việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng. Từ đầu năm 2013 đến nay, cả cấp ủy đơn vị địa phương đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 1.282 cán bộ công chức viên chức. Quá trình thực hiện đã kịp thời phát hiện xử lý nhiều cán bộ đảng viên có dấu hiệu tham nhũng tiêu cực. Trong đó đã phát hiện và xử lý 2 vụ án tham nhũng lớn. Từ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, cơ quan chức năng đã phát hiện 6 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng chuyển cơ quan cảnh sát điều tra cả cấp. Cả cơ quan chức năng cũng đã thu hồi tài sản tham nhũng gần 10,5 tỷ đồng.
Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị ban ngành liên quan trong việc phòng chống tham nhũng. Tuy tình hình tham nhũng có xu hướng giảm nhưng vẫn còn những diễn biến phức tạp, hành vi tham nhũng ngày càng tinh vi hơn. Do đó, cả cấp ủy Đảng, các đơn vị ban ngành địa phương trong tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm trong cán bộ đảng viên và nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng, công khai kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí truyền thông, các cơ quan chức năng về kết quả thanh tra kiểm tra, xử lý cán bộ đảng viên vi phạm. Gắn công tác phòng chống tham nhũng với đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, ra soát bổ sung các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để công tác phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả cao. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động thanh tra kiểm tra và có những biện pháp phòng ngừa chặt chẽ để không xảy ra tham nhũng. Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Hội đồng quản lý chuỗi công viên phần mềm Quang Trung tổ chức hội thảo các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung và cả địa phương trong chuyển đổi số. Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội thảo, bên cạnh việc phân tích dự báo và khả năng ứng dụng của chuyển đổi số trong các lĩnh vực như giao thông, giáo dục đào tạo, cũng như triển khai đào tạo nhân lực cho tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực miền Trung, nhiều tham luận đã đề cập các giải pháp công nghệ như xây dựng cặp song sinh kỹ thuật số cho đô thị ứng dụng nền tảng bản đồ số MAP 4D và VR 360, giới thiệu và demo giải pháp quản lý camera thông minh và giải pháp quản lý kiểm soát lực lượng an ninh, ứng dụng AI trong việc chuyển đổi số giúp các tổ chức doanh nghiệp trong quản lý thông tin và giải pháp văn phòng điện tử doanh nghiệp. Đây là cơ hội để các cơ quan doanh nghiệp có thể tiếp cận với các phương thức công cụ giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số được diễn ra nhanh hơn, đặc biệt sau những tác động của đại dịch COVID-19 vừa qua. Chuyển đổi số đang trở thành xu thế mạnh mẽ, có tính tất yếu và mang tính sống còn đối với tất cả các ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Với nỗ lực xây dựng phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang có những bước đi mạnh mẽ khi xác định công nghệ thông tin và truyền thông là ngành đột phá. Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt chương trình chuyển đổi số của tỉnh, thành lập ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh nhằm thúc đẩy xây dựng phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, dịch vụ đô thị thông minh. Thưa quý vị, là địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Thừa Thiên Huế có nhiều tiềm năng và lợi thế thu hút đầu tư. Nhiều năm qua, tỉnh đã không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư để trở thành một trong 10 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2020, tác động của dịch bệnh thiên tai đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, trong bức tranh tổng thể về phát triển kinh tế giai đoạn 2015-2020, Thừa Thiên Huế vẫn thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn vào các khu kinh tế, khu công nghiệp của tỉnh, tạo nền tảng vững chắc và tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới. Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô, huyện Phú Lộc được đánh giá là điểm tựa phát triển công nghiệp và dịch vụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế và hiện tỉnh đang nỗ lực thực hiện các giải pháp để thu hút đầu tư vào khu kinh tế này. Ban quản lý khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế từ một vài dự án kinh doanh dịch vụ du lịch công nghiệp và cảng biển ban đầu. Đến nay, tại cả khu kinh tế công nghiệp tỉnh có 148 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng hơn 100.000 tỷ đồng. Trong đó, khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô đã thu hút 46 dự án với tổng vốn đăng ký trên 79.000 tỷ đồng. Lũy kế vốn đầu tư thực hiện của các dự án đến nay ước đạt khoảng gần 30.000 tỷ đồng. Trong đó có 94 dự án đang hoạt động, 34 dự án đang triển khai thực hiện. Riêng trong năm 2019, vốn đầu tư thực hiện ước đạt hơn 3.000 tỷ đồng với nhiều dự án có quy mô lớn như dự án nhà máy đồ chơi trẻ em Billion Max, dự án nhà máy ô tô của công ty cổ phần Bách Việt. Thu hút đầu tư các dự án nước ngoài thì có một cái vai trò rất là quan trọng, tạo nên điểm nhấn và sự lan tỏa lớn cho địa bàn của khu kinh tế và khu công nghiệp và cho địa bàn của toàn tỉnh, đặc biệt là trong khu vực của miền Trung. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Thừa Thiên Huế đã vươn lên là một trong 10 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI với nhiều dự án hàng tỷ đô la Mỹ. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cho biết, các dự án FDI tại Thừa Thiên Huế thời gian qua đã thu hút vốn lớn, công nghệ và quản lý hiện đại, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động. Đến nay, tỉnh đã thu hút 110 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay, có 76 dự án đã đi vào hoạt động, 9 dự án đang triển khai xây dựng, 25 dự án đang tạm dừng hoạt động và chưa triển khai. Một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh đang triển khai có hiệu quả, giải quyết việc làm và đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách của tỉnh như dự án sản xuất bia của công ty trách nhiệm hữu hạn bia Carlsberg Việt Nam Đan Mạch,
dự án khu du lịch Laguna Lanco của Singapore, các dự án dệt may lớn Scavi Pháp, HBI Mỹ, MSV Nhật Bản, Tesson Hanes Hàn Quốc, dự án nuôi tôm công nghiệp của công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam. Sau một thời gian đầu tư tại Lăng Cô, với sự hỗ trợ của chính quyền cả cấp, chúng tôi tiếp tục mở rộng đầu tư giai đoạn 2 với nguồn vốn hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi muốn xây dựng một khu nghỉ dưỡng mang đẳng cấp quốc tế tại khu kinh tế chân mây Lăng Cô. Năm 2020, Thừa Thiên Huế phấn đấu có từ 10 đến 15 dự án có quy mô được khởi công. Do dịch bệnh COVID-19 nên mục tiêu đặt ra không thực hiện được. Dù vậy, trong những tháng đầu năm vẫn có nhiều dự án lớn được triển khai tại Phong Điền, khu đô thị mới An Vân Dương. Tỉnh đang tiếp tục các hoạt động xúc tiến để kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Thừa Thiên Huế sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Để làm được điều này, tỉnh đang tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng và tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp giải quyết nhanh thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Chúng tôi đặt quyết tâm từ đầu năm là mỗi tháng khởi công được một công trình có khối lượng trên 100 tỷ. Tuy nhiên, một cái sự việc đặc biệt là khách quan, đó dịch bệnh COVID nó ảnh hưởng đến sâu rộng đến quá trình đầu tư. Tuy nhiên, làm sao chúng tôi duy trì mối quan hệ với nhà đầu tư cũng tạo điều kiện ngoài tối đa, đặc biệt công tác giải phóng mặt bằng để nâng cao sức cạnh tranh Thiên Huế để tiếp tục giữ chân những nhà đầu tư này vượt qua những khó khăn với dịch bệnh để có thể là tiếp tục đầu tư các dự án đã cấp phép trên địa bàn. Trong giai đoạn mới 2020-2025, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước trên tất cả các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp, du lịch dịch vụ, bất động sản, hạ tầng cả khu công nghiệp, khu kinh tế để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, hoàn thành mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Như thường lệ, thông tin thời tiết Thừa Thiên Huế trong ngày sẽ khép lại chương trình Huế ngày mới sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ và đới gió đông trên cao hoạt động mạnh, nên ngày hôm nay tại Thừa Thiên Huế có mưa to và rất to. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 m.